làm cái gì mà ở nhà cả đóng cả lèn mà cửa đóng then gài cứ chết luôn mấy bây giờ tía má mới về. Chèn đét ơi, thiệp ở đâu mà nhiều dữ vậy nè? Dạ con cái của chú Năm kiếm tía mà ở ngoài cổng á, mà không có tía nhà nên gửi con luôn. Hồi nãy chú Năm có điện cho tía trước rồi. Dạ. Con cái của bà Tám ở trên xã nữa phải không? Còn cái này tía là nãy con gặp cô Năm ngoài cầu Xẻo Lá, cổ nhờ con gửi cho tía má. Mày đi đâu ngoài đó? Thì con qua con gặp tụi bạn con để bàn với tụi nó chuyện làm phụ rể á tía. Đồ lao. Chèn đét ơi, đâu mà một lúc mà thiệp mời đâu mà quá trời quá đất vậy. Rồi cùng ngày cùng giờ không vậy rồi sao đi ông? Có ở đâu thì tía má coi người nào không thân thì tía má gửi thôi, đừng đi. Ủa bộ nhà tôi bay chết hết rồi sao mà nước nôi không có uống gì chơi nha. Dạ, biến gì quỷ. Con thì cái chuyện đó của tía má con không có ý kiến. Dạ. Tưởng gì? Không có ý kiến. Nè, cái này là của bạn cũ lâu năm rồi mà mình không có liên lạc. Cái này gửi thiệp được nè, khỏi đi. Đâu có được, để tôi hỏi ba đời Dương Tử Ếch coi có mời nó không. Nếu hai người đó nó đi thì tôi phải đi, chứ không đi là không có được. Còn nếu hai người trả gửi thì tôi gửi luôn. Nè còn cái này á, còn mấy cái này là ở trên xã đây nè. Mình phải sắp xếp rồi đi, chứ không đi là không đặng đâu đó. Cùng ngày cùng giờ nè, thấy không? Thôi được rồi, chia nhau đi chứ sao giờ. Mấy đứa đâu rồi? Dạ. Ra tiếp biểu. Dạ. Mới làm gì mà kêu cái đi lượt làm như học trò lễ. Dạ. Đám cưới nhiều quá, tao với má mày đi không hết. Ba đứa chia nhau đi tiếp, còn ba cái thiệp nè. Ôi không được tí ơi. Chắc được mỗi cái này, tại vì nó toàn trùng ngày với lại đám cưới của con Loan bạn con mà. Con Loan nào? Con Loan bạn thân của con á. Con Loan là bạn hồi thời học phổ thông với con hả? Ừ. Đó, thấy chưa? Đó, bạn bè con đó. Giờ mày ngó lại trong xóm này đi. Bạn cùng lưới với mày giờ còn đứa nào không? Người ta lấy chồng hết rồi. Trời xét đánh ngang tay má ơi nha, chóng mặt quá, nhức đầu quá, không biết gì hết á. Thì đám cưới bạn con đãi buổi sáng hả? Dạ, buổi trưa tía. Vậy đi đám này nè, đám này người ta đãi buổi chiều nè. Dạ. Tía, nhớ bỏ tiền vô nghe tía, con có tiền đâu. Biết rồi. Tía. Không ấy tí gửi thiệp đi chứ con có quen biết ai đâu cũng đi. Con cũng nghĩ vậy á tí. Sao không quen? Trời ơi, cái chỗ này là cái chỗ quen biết. Nhà nó hồi xưa đó, ở chung sống với mình. Thằng Đen á, hồi nhỏ chạy đi chơi với tụi bay hoài không nhớ hả? Tía má đi không có được, cho nên mới nhờ tụi bay đi. Mình không đi đâu có được. Rồi sau này á, tụi bay nè, chưa đứa nào cưới hết. Rồi giờ không đi rồi mai mốt rồi đám cưới tụi bay rồi ai đi? Đúng rồi đó, má mày nói phải đó. Bây giờ đó gửi ta hết đi, còn mai mốt tới đám cưới tụi bay á, ta gửi lại rồi đãi như cái đống cái lèn, ai ăn má ăn hả? Có ai sướng như tụi bay à? Đi ăn tiệc mà không mất tiền mừng, tía má lo hết, ở đò đợi năn nỉ nữa. Chết cha, nói tới tiền đám cưới tôi mới nhớ, giờ tính sao không? Trời đất ơi, chuyện dễ ợt mà tính toán gì nữa thì bà bỏ vô bao thơ cho tụi nó đi, tính gì? Bọn quên rồi hả? Trời ơi, tiền bán đúa tôi với ông mà gửi ngân hàng hết rồi, mà lãi là 2-4 tháng lận. Bây giờ mình rút ra sớm vậy rồi lỗ chết hụt lắm. Thôi gì bán vàng đi. Không được, vàng đang hạ giá đó, bán cho lỗ rồi. Trời đất ơi, ủa cái gì bà cũng không được rồi đó. Thôi vậy mấy đứa tạm ứng trước đi, rồi tía chi sao cho. Trời, tía làm gì có tiền, đám cưới bạn con chưa biết tiền kiếm đâu ra nữa nè. Con mừng rượu, con chỉ biết mừng thôi, rồi tới lúc mà bán má gom cục hết rồi, con có cách nào đâu. Trời đất ơi, con cũng vậy á tía. Chị Sáu với anh Bảy còn không có tiền, con biết mận gì ra đâu có tiền. Thế nào nào tới giờ má bay không có cho tiền tụi bay hả? Dạ. Dạ đúng tía. Tôi thấy tụi nó ở nhà mừng rượu không à, làm gì cần xài tới tiền. Cho nhiều lỡ tụi nó xài bậy bạ rồi hư người sao? Bởi vậy tía,
Mỗi lần mà bạn con rủ con đi uống cà phê á, con xin tiền má. Cái má hỏi ngang, hỏi dọc, hỏi ngược, hỏi xuôi, này nọ đồ. Riết rồi hả, bạn bè con nó bỏ con hết trơn luôn, không có cho ai chơi với con hết đó. Thiệt vậy hả? Thì tôi sợ nó đàn đúng với bạn bè xấu rồi nó hư hỏng. Dám đâu, chứ con là con gái nè. Ít ra con cũng phải có chút tiền tiêu vặt, chẳng hạn như là nhiều khi mua cây son hay là muốn cắt tóc thì cũng phải có. Cứ mỗi lần như vậy cái phải đi xin má, mà mỗi lần xin má cái má hỏi con thối tiền lại cho má ghê luôn. Bởi vậy á, mấy chị em tụi con mới kéo nhau lên Sài Gòn kiếm gì mần để có tiền tiêu xài. Chứ mỗi lần xin tiền má hả, khó còn hơn lên trời nữa. Còn bảy sao? Thấy má mày quản lý tiền hết vậy được không? Dạ không. Trời ơi, nhiều khi muốn mua đồ hả, năn nỉ xin má, má la gần chết luôn. Nhưng mà má nói thì nói nha, má cũng cho. Mà má la nửa tiếng đồng hồ má mới chịu cho. Cho xong cái đi mua về chê. Ủa sao mắc quá vậy? Sao rẻ quá vậy? Ức chế lắm tí ơi. Cái đó tao biết. Nè, tụi bay đừng có súng nhau mà bữa nay lên án má nghe. Nhớ nghe. Bà thấy chưa? Nếu mà không có bữa nay á, tụi đâu có biết mấy đứa con tụi nó khổ sở vậy. Cái chuyện này đó mà thấu tay ra ngoài đó, người ta cười cho thúi đầu. Thúi đầu tôi nè, rồi nó lây qua đầu bà, rồi nó bò qua đầu mấy đứa nhỏ, rồi nó thúi cả cái nhà này nè. Tụi nó làm bao nhiêu bà gom hết nè. À, phải chi cho tụi nó chút đỉnh để tụi nó có tụi nó xài chứ. Nó lớn rồi chứ đâu phải còn nhỏ nhất gì nữa đâu. Thì mỗi lần tụi nó xin tôi cũng cho chứ đâu phải là tôi không cho đâu. Làm gì ông la tôi dữ. Không lẽ giờ nó muốn mua cái khăn, cái kẹp hoặc là cái gì đó phải xè tay xin bà. Mà xin bà tôi biết, tôi sống với bà mấy chục năm tôi biết mà. Trời ơi, tiền mà vô túi bà rồi đó nghe, mà sức ra một cái đó, tôi nói thiệt với bà, nó chí nhí 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 gì nè, chứ không phải mà ngọt được như người ta đâu. Công nhận. Phải nói luôn nha, từ đó giờ ở trong nhà tụi con cứ nghĩ Tía là một người nè vừa già mà vừa keo kiệt, bủn xỉn, hà tiệt, ích kỷ. Tôi nghĩ mượn hay Tía tâm lý dữ ha. Đó, Tía là nhất trong nhà này phải không Tía? Hay quá Tía ơi. Có tiền nhiều để làm gì đây, tao bay nói tao nghe coi. Để dành cho con cho cái. Chứ tao với bà chết có đem theo được hay là không? Đó, bà đem theo được không? Bà đem ra được không? Uống miếng nước cho mát Tía. Con cái nó xin cái gì thì cũng phải cho nó. Cái nào nó hợp lý thì cho nó chứ. Trời ơi, thì thiệt tình tôi giữ tiền cũng vì ai? Vì các con gì ông phải làm gì mà xài xể mà la tôi giữ vậy? Rồi tụi bay rót nước cho Tía, bay xong rót cho má. Rót cho má kìa. Má từ đó đi chứ đâu gì. Thôi bây giờ bữa nay tao biết rồi. Tao biết hết rồi. Đó. Bây giờ nè, xong rồi đó. Bà đi rút tiền ngân hàng gì hết đi. Bỏ cứ gửi gắm gì. Cấm ngang. Cấm cái chuyện này loan tin ra bên ngoài ngang. Thiên hạ người ta cười cho thúi đầu á. Tía. Con tính xin tiền Tía cho con mua bộ đồ đẹp đi đám cưới nha Tía. Tại vì trong tủ đồ của con bây giờ không có còn bộ nào ra hồn hết trơn á. Gia đình mình đi đám cưới là phải ăn mặc, là phải lộng lẫy lên mới xứng tầm với nhà mình đó Tía. Giải quyết cho con hai bộ luôn. Yeah Tía. Tía không ấy cho con một cái áo luôn đi. Giết cho mày nguyên bộ luôn. Dạ cảm ơn Tía. Còn con hả? Con ha, không có xin gì nhiều hết. Tía chỉ cần mua cho con một bộ váy cô dâu là được rồi Tía. Hai chiếc Tía cũng duyệt, đừng có nói một chiếc. Trời ơi trời. Váy cô dâu? Dạ. Con lấy chồng đi, mấy cái má cũng sống cho con luôn chứ đừng nói gì một cái hai cái. Giờ phải mua đi rồi mình nó mới có hên vô nhà mới lấy được chồng chứ. Biết đâu mình sắm áo cho nó lấy chồng sớm thiệt đó. Ừ. Vậy bà lấy tiền đưa nó liền đi. Tiền cũng phải... đâu phải muốn đưa là đưa, đâu phải hỏi là có liền trời. Rút tiền ngân hàng, lỗ bao nhiêu cũng rút, đem về để giải quyết cái vụ này cho tôi. Gom gửi tiền ngân hàng thì cũng phải chừa lại nhà chút đỉnh chứ. Có chuyện gì rồi sao? Rút ra hết đi, lỗ như tôi chịu. Thì tôi cũng đâu có ngờ, tự nhiên đám cưới thì đâu mà đến một lúc nhiều đến vậy chứ. Mệt mà quá. Tấm tàng bé cờ đâu? Ra biểu coi. Dạ, má kêu con. Kêu con gì má? Chạy ra sao? Bắt gà cho má. Má đem ra quán má đổ cho người ta cho lẹ. Rồi còn con nào sáng mai má ra chợ là xong. Dạ. Dạ. Trời Phật ơi, gà mà có kìa.
Có được cái kìa, cứ giật trâu vậy. Còn gì gà nữa. Ê ai không? Mắc cười quá à. Mới có con mà giật nó khoe. Đừng ngưỡng mộ anh mày. Có ngon á. Bây giờ bỏ con gà ra, bỏ cái lòng ra, tôi với ông nè bắt bằng tay không nè, có ai bắt trước biết liền. Chơi chơi sợ mày hả? Tiếp 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 gà cầm giùm con ơi, con gà sao con giết tám cái. Ê không hả? Sao tao biểu đi bắt gà tự nhiên ra giết nó? Dạ không có, ý là con bắt nhiều hơn tám để con thắng nó đó. Con này của tao. Tim ai ơi, bóng đè. Bắt gà không lo bắt mà lo cãi lộn. Thật quá à. Bắt gà mà chơi có con gian gà của tụi nữa. Bắt con cái gà này á, nấu cháo là hết sảy luôn đúng không? Thôi. Tụi bay bắt hồi đây chết hết bầy gà mà. Nên là con nào nó khờ chứ. Thôi ra kêu nó vô đi. Đừng giết nữa, giết chết hết gà tao bây giờ. Để tối nó ngủ rồi tao bắt. Sáng mai tao tính. Nhái. Ủa? Dạ anh Bé Cò. Mới đi chợ về sao vỏ lông gà không vậy? Tôi mới đi chợ về. Anh biết sao không? Tự dưng mùa này ám cưới hết trơn á. Mà hả cuối cùng một ngày mới chết chứ. Cái tía tôi biểu tôi đi đám. Giờ tôi phải đi bán gà nè. Đặng có tiền mua đồ mới đi ăn đám cưới. Trời, bên nhà tôi cũng vậy. Quá trời ra ám luôn. Thiệt một đống luôn. Ủa? Gì hả? Mà nhái đi đám nào vậy? Tía tôi thì đi đám cưới cô Bảy. Má tôi thì đi đám cưới cô... À, tôi đi đám cưới cô Lụa làng bên. Cô Lụa. Ê! Gì vậy? Hình như tôi cũng đi cái đám đó luôn á. Đánh đi mà sao núp núp ở trong hoài vậy? Ừ. Mực bội cái này ghê luôn á. Ừ. Ê! Coi đất hoài vậy trời. Ê Tám, đổi tao đám cưới bên cô Lụa nha. Cái thằng support này nó vô duyên vậy trời. Bên má mày tao lẹ coi. Lại mày đánh tôi vậy trời. Chứ mày mới chửi ai? Tôi chửi trong game, tôi chơi game anh mắc cười anh quá à. Ủa vậy hả? Xin lỗi nha. Trời. Tám, đổi tao đám cưới bên cô Lụa nha. Sao cũng được hết á. Cảm ơn mày nhiều. Chết rồi con, rảnh nó mà lợi tao đâu. Thằng mày ghen phải ớn. Wow, chị Sáu thì đi ăn tiệc đó hả trời? Đi ăn tiệc mặc đồ ở dưới nhà nha bà nội. Mày nhìn khúc trên thôi mày bỏ khúc dưới được không? Tao chưa có thay đồ mà. Trời ơi, tao mới dán tóc với mừng mặt thôi đó. Ê nhưng mà tao lo quá à, bữa tao thử cái váy cô dâu á mà tao chưa có đeo chiều dài. Tao nhìn cái váy đó chắc cho người mét 8 không có cho tao mà ôi. Mấy giày hai tấc có đủ không nữa. Ủa, cái vụ đồ cô dâu hôm bữa tao tưởng bà nói chơi mà làm thiệt á hả? Trời, đời tao không bao giờ nói chơi. Sao? Gì? Nhìn em thấy được không Sao? Em căng thẳng quá. Căng quá. Mày bứt một hồi là hết tóc luôn á. Bữa nay đám cưới mày hả? Dạ không, em đi ăn đám cưới. À hả, tao tưởng mày chú rể không, mày căng với chú rể nữa. Không phải, tại em thấy chị sành điệu nên em muốn xin ý kiến cho chị chút xíu cho em nó bảnh chút xíu à. Ôi đất ơi, Bảy Cò nay mày đặt bảnh tỏn đồ nữa. Nè cha nội, bộ tính vô đám cưới cô gái hả cha? Kệ tao mày, liên quan gì tới mày? Kệ nó. Nó cô gái không hơn mày đi cô trai. Chù gì? Để tao sửa soạn cho. Dạ. Biết đâu năm nay má tao có con dâu, đỡ hành tao mày. Ừ đúng rồi. Rồi coi. Trời ơi mày đừng có dựng nó lên nữa. Khổ ghê vậy đó. Cho tao miếng dầu thơm của mày coi. Nè. Xịt dầu thơm đó hả? Ừ. Thôi xịt ít thôi. Nửa chai được rồi. Tao xịt nguyên chai luôn. Hôi quá à. Ê. Cái thứ gì mà toàn là... Cái gì mà hôi quá vậy? Nó đứt hồi. Dầu thơm hay dầu hôi vậy? Chai da đường gì đâu mà toàn là mùi chuông không à. Ủa anh Bảy hả? Xe anh đâu mà anh không đi, anh lấy xe này. Nhà xe này ở ngoài nên lấy đi trước, với lại phải lấy xe nào được được nhất để chở nhá đi chứ.
Nhưng mà tôi công nhận nha, anh diện đồ lên á, nhìn bảnh tỏ thấy mồ. Trời ơi, nhái cũng đẹp, thấy ớn lường, hiền lành nữa, ai mà lấy được nhái còn gì bằng. Anh ghẹo tôi hoài. Thiệt rồi. Trời đất ơi, anh chạy sáng kiểu gì vậy hả? Tại vì ổ gà. Sáng rồi té tôi rồi nè. Xin lỗi. Tam, dừng lại. Tam, Tam. Đợi cái gì vậy? Ủa mày đi đâu đây? Đi đám cưới. Ủa tao mày đổi rồi mày, sao mày đi em đây? Đổi gì trời? Trời ơi, hôm bữa mày chơi game, tao nói mày cái mày á. Ủa tôi có ờn hả ta? Trời ơi con. Ủa mà thôi đâu đi cũng được, anh đi mình, anh đi kệ anh, tôi đi kệ tôi. Không được, tao lỡ chở nhái đi rồi, không ấy mày đổi với tao đi. Không. Thôi vậy đi, mày đổi với tao mai làm cỏ, tao làm mình cho. Mày khỏi làm, tao không biết tiếng đâu. Phải không? À, này tôi chịu nè. Được cái đi. Quên đó, mà đi đám đi bệnh, đi đám của ai? À, thằng Đen. Đen nào ta? Thằng Đen hồi đó chơi chung mình á. À, cái thằng Đen hồi nhỏ chung 80 chung tụi mình đó hả? À. Trời ơi, tôi qua bển thử thôi nha, coi cái này nó còn đen không. Đẹp trai á. Đi. Tôi đi nha. Chứ bên ngoài quên đám mà lụa bển trộn bánh bèo mà lão bà bào mà chán dữ lắm. Ủa đi hai nhái hả? Mời đi nha, vui vẻ nha. Tôi đi nha. Ê, nè, mai nhớ làm giường giùm tôi đó nha. Tôi đi nha. Đi nhái. Ủa nhưng mà có chuyện gì vậy mấy con? À, thằng quỷ tám nó ham đi đám bên thằng Đen, nó đổi anh mà nó không nhớ, nó đi tự nhiên đi qua bên đám cô lụa nè. Mèn đét ơi, tôi tưởng đâu là anh chứ không tôi không biết mừng sao cho đặng nữa. Anh đâu có hậu đậu như nó đâu. Thôi đi thôi, hết sức. Lẹ lên trễ rồi kìa. Đi. Ủa Loan, bà làm gì đây vậy? Tôi đi qua kiếm bà chứ đi đâu. Ủa kiếm tôi làm chi? Bữa nay đám cưới mà tự nhiên đi qua đây kiếm tôi. Về nhà sửa soạn đi, tôi cũng mới đi làm mặt xong, giờ tôi thay đồ qua đám cưới bà nè. Bà hay quá ha. Hả? Bà có bị khùng không? Tôi cưới được 2 ngày rồi đó. Cái gì? 2 ngày? Ừ. Ủa, tôi nhớ bữa nay mà. Rồi, bà có lộn ngày rồi đó. Ở trong thiệp á, tôi để ngày âm với ngày dương mà. Ủa, kỳ vậy ta? Ôi, trời ơi, chắc là thiệp đưa nhiều thiệp quá, bây giờ nó lộn tùm lum ngày rồi. Hay quá, cái bữa đám cưới tôi á, trong nhóm mình á, đầy đủ mặt hết rồi, thiếu có mình bà thôi đó. Tôi đâu có cố ý đâu, thôi, xin lỗi bà nghe. Thiệt tình luôn là tôi không có cố ý, tôi định sửa soạn này bà coi nè, không? Bữa nay tôi còn sửa soạn định về thay đồ rồi qua đám cưới bà liền luôn á. Không ấy á, bây giờ á, bà đi qua nhà tôi chơi đi. Cái anh chàng á mà bữa trước á tôi nói tôi làm mai cho bà, ảnh đang bên nhà tôi á. Ôi quê chết rồi, tôi không đi đâu, để bữa khác đi. Cái bà này thiệt á. Thôi tôi không đi đâu. Vậy thôi á, tôi đi về nha. Ôi xin lỗi bà lần nữa nha. Không có gì, lỡ rồi thì thôi. Thôi tôi đi á. Trời ơi là trời, khùng hết tiếc luôn. Giờ sửa sàn rồi cái đầm cô dâu để dành bữa nay chừng nào mặc trời. Anh Bảy ơi. Ủa nhái. Anh nghỉ tay đi, uống miếng nước nè. Để anh làm xong rồi lên luôn. Trời đất ơi, gì mà ham làm dữ vậy? Kêu nghỉ cũng muốn nghỉ nữa. Kệ đi. Thôi, uống nước đi rồi muốn làm gì đó thì làm. Nước nhái à? Cảm ơn nha. Tôi mới nấu đem cho anh uống. Mà công nhận anh Bảy ham làm ruộng quá ha. Thì có làm mới có ăn chứ. Nhưng mà hả, tôi thấy trong xóm mình nè, có nhiều người họ có làm gì đâu mà của ăn của để họ chất đầy đó ra. Tại vì số người ta số hưởng, còn số tôi số cực nên phải làm. Nhái á. Ừ? Tôi nghĩ là nhái nên lấy chồng đi để cho tía nhái nhờ.
thôi. Tôi có đứa con rồi, bây giờ mà nói chuyện có chồng, người ta nghe được, người ta cười tôi chết. Tại không chịu nói thôi, nói đi có người đồng ý liền luôn chứ. Thôi anh đừng có ghẹo em nữa. Nói thiệt mà. Anh Bảy biết sao không? Sao? Bữa tí nói với em, em lỡ dạy một lần rồi, con đứa con, nên lần này em phải tìm được một người đàn ông thiệt là chững chạc, biết lo lắng cho em và con em nữa. Tía anh cũng hay nói anh cũng chững chạc lắm, rồi biết lo, rồi đặc biệt hơi bị siêng năng. Nhưng mà hả, siêng năng không thôi chưa đủ đâu. Vậy còn thiếu gì nữa? Người đàn ông đó thứ nhất á, là phải có nghề nghiệp ổn định nè, chứ không có phải làm mấy công chuyện mà tay lắm chân bùn gì đâu. Còn thứ hai nha, là phải biết lo lắng cho em và con của em có một cuộc sống thiệt là đầy đủ hạnh phúc luôn. Tí em nghĩ vậy là đúng quá rồi. Nhưng mà tí ra điều kiện cao vậy, mời mốt ai mà dám cưới em chứ. Hồi đó ăn học chi cho ít, rồi bây giờ để gia đình nhái không chấp nhận, không biết làm gì có tiền để cho chú Tư giả nhái cho mình đi. Năm ngàn, sáu ngàn, 26, 36, 46. Có mấy chục ngàn ngồi đến hoài. Tôi đây á, tháng này á, tôi bán được có 30 mấy triệu à. Ít hơn chút nhiều. Ui, vậy là ông thua tôi rồi. Tháng này tôi bán được 40 triệu. Nhưng mà làm có mấy ngày à, mấy ngày còn lại là đi chơi không à. Nè, hình hôm bữa tôi đi Hà Nội chơi nè, ông coi nè. Quá trời cảnh, quá trời đẹp luôn. Hai ông nội này bán cái gì mà tháng 30 mấy 40 triệu ta? Mình làm được không ta? Hai anh, em ngồi bển nghe hai anh nói là bán cái gì tháng được 30 mấy 40 triệu à? 30 mấy 40 triệu á là chuyện nhỏ, những người giàu nghề lâu năm á, thu nhập gấp mấy lần của tôi kìa. Wow, buôn lậu à? Cậu á, đúng là biết giỡn đó. Tụi tôi bán bảo hiểm nhân thọ, cậu có muốn mua không? Để tụi tôi tư vấn cho. Em làm gì có tiền mua, chẳng qua là em muốn đi làm gì mà có nhiều tiền giống như hai anh để khỏi làm ruộng. Vậy là anh chán cái cảnh mà bán mặt cho đất, bán lưng cho trời đúng không? Dạ. Vậy đi bán bảo hiểm giống tụi tôi đi. Không được anh ơi, tại vì em ăn học ít lắm, đâu bán được đâu. Tôi nè, học có lớp 9 nè, vẫn bán bình thường. Ồ, thiệt anh? Thiệt. Thiệt không anh? Thiệt, nhưng trước tiên nếu cậu muốn đi bán thì cậu phải trải qua một khóa huấn luyện nghiệp vụ bán bảo hiểm của công ty chúng tôi. Cho tôi xuống hỏi. Dạ, không tắm không tắm, 3 năm không tắm. Cái gì? Cậu 3 năm cậu không tắm hả? Không có. Trời, mấy đứa nhỏ em hay ghẹo nó. Dạ, anh đưa máy em bấm cho. Dạ. Nay mai bên tôi á sẽ mở cái lớp tập huấn. Dạ. Có gì tôi alo. Dạ, cảm ơn anh. Ủa Tám, tía má đâu rồi, với chị Sáu đâu? Chị Sáu bà ngủ rồi, tía má đi công chuyện chứ gì à. Kệ hả? Thôi kệ, bây giờ tao thông báo cho mày trước cũng được. Tôi thấy có chuyện gì mà ông nghiêm trọng quá vậy? Không phải là nghiêm trọng, mà là quan trọng, đó là đại sự. Ông sắp lấy vợ phải không? Không phải, nó cũng na ná vậy đó. Mà na ná là cái chuyện gì ông phải nói tôi nghe chứ trời. Đó là tao sẽ thay đổi cuộc đời, tao sẽ gánh vác cả gia đình này. Cái gì? Ông trúng số độc đắc phải không? Cũng không phải luôn, cũng na ná vậy á. Mà từ nào giờ ông có mua tờ giấy số nào đâu mà trúng hay không trúng. Mà chuyện gì? Tao có công việc mới. Công việc này tao kiếm rất là nhiều tiền, sau này tao sẽ trở thành đại gia, đại gia bảy cò. Trời ơi trời, cái chuyện gì vậy bảy cò?
Không nói tôi nghe coi, tôi ham quá à. Mà công việc này quan trọng nhất là cái gì? Cái miệng. À, tôi biết rồi. Công việc của ông là hàng ngày đứng ở đầu sớm, hả họng ra vậy nè, cho người ta gạt thằng thuốc vô phải không? Phải không? Vô duyên đánh tôi à. Mày nghĩ sao nói vậy? Thì trách chuyện gì? Tao bán bảo hiểm nhân thọ. Trời đất quỷ thần ơi là trời. Tôi tưởng đâu cái chuyện gì làm ra tiền nhiều lắm, nhau giàu lắm. Bảo hiểm nhân thọ đem về dùng quê hẻo lánh này, không ai có điều kiện mà mua đâu ba. Mày biết gì mà nói. Tao đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi, chỉ cần kiếm khách hàng bán mà thôi. Ờ, ông tự tin quá ha. Tôi chờ tin của ông đó. Ông bán được người nào hả? Tôi cùi xúc cái móng tôi đi nè. Được rồi, mày chóng mắt lên mà xem. Tống Toàn. Dạ. Lấy giùm anh nón bảo hiểm. Ê. Ừ, chập. Tống Toàn. Gì? Thấy anh mạnh sao? Thấy ghê. Có chuyện mày mệt quá, thôi tao đi à. Đi quên cái túi. Uống miếng nước đi mấy con. Dạ cảm ơn chú Chính. À, chú Chính. Sao? Bữa nay qua đây có chuyện gì? Nói coi. Đi sớm này nhà chú Chính là giàu nhất. Không biết chú Chính có ý định mua bảo hiểm nhân thọ không? Giàu cái gì? Tao mà giàu hơn qua ba mày sao? Ba mày mới là giàu nhất. Có đâu. Bảo hiểm hả? Dạ. Đúng ra đó thì tao cũng muốn mua. Dạ. Nhưng mà tao nghe đồn bảo hiểm giờ lừa đảo gì nhiều quá, tao cũng sợ. Không có đâu. Có chăng là do là những cái đại lý hay là cái nhân viên, chứ công ty bảo hiểm ta đâu có lừa đảo. Giống như là cái câu người ta nói là con sâu làm sầu nồi canh á chú Chính. Hoặc là không là do nhân viên tư vấn nó không hợp lý. Không đúng cái gói. Mà bây giờ vậy nè. Dạ. Mua bảo hiểm á thì được quyền lợi sao? Đâu mày nói tao nghe không? Dạ, mua bảo hiểm đem đến cho khách hàng á nha nhiều kế hoạch bảo vệ, tiết kiệm đầu tư tài chính, cuộc sống luôn gịch gặp những rủi ro mà không thể nào lường trước được. Không mua bảo hiểm cũng giống như là bạn á và gia đình đưa vào cái canh bạc cuộc đời. Có chưa? Dạ chưa. Nếu gì mà chú khỏe không? Chú khỏe là được ăn vui, còn mà dông bão mà ập tới coi như là gia đình là bị quật ngã liền luôn. Dạ. Có chưa? Dạ còn nữa, còn nhiều lắm. Dạ chú. Ôi. Mày nói cái gì đâu mà y như là tao thầy giáo mày học trò khảo bài mày vậy. Bây giờ vậy nè, tao hỏi từng ngàn, thấy không? Dạ. Rồi mày trả lời từng ngàn cho tao nghe. Dạ. Chậm chậm, rõ rõ, mày nói cái gì mà như xe lửa chạy vậy. Nghe không? Vậy cũng hay, chú muốn hỏi gì con trả lời đó đi cho dễ. Bây giờ vậy nè. Dạ. À, mua bảo hiểm á, được quyền lợi như thế nào đâu mày nói, từng phần. Dạ, chú mua bảo hiểm vậy ha. Bây giờ, ví dụ cái gói này đi. Cái gói này. Dạ. Còn cái gói này là 100 được 200. Dạ. Còn cái gói này thì mua 30 được 40. Được. Tao mua. Dạ, cảm ơn chú. Mà nè, chú mua gói nào? Có cái gói nào mà cỡ đường vài tỷ không? Vài tỷ hả? Ừ. Còn có mấy gói này thôi à. Công nhận chú Chính già mà học tiền thấy ớn luôn. Cái thằng ở đời mà tiền ai không ham. À, thấy không? Mà nè. Dạ. Rồi thí dụ mua vậy nè, rồi khi nào mình lãnh được tiền? À, vậy ăn à. Ví dụ bây giờ đúng không, chú mua cái ngày mai chú đi làm cái chú bị xui rủi gì đó, bị què tay, cục chơi tay cục chân là chú lãnh được tiền liền ra. Ăn nói cho đàng hoàng nghe mày. Tao có nể ông hay lúa lắm mà ăn nói kiểu đó tao cũng giọng vô mặt á nha. Trù bẻo tao hả? Đâu có, thì chỉ cái cách mà được nhận tiền á. Tào lao. Vậy chứ khi nào mà lãnh cái gói tiền mà cao nhất của mình đầu tư? Chết đi. Chú chết đi. Trời ơi, là chú được lãnh nguyên một cục luôn. Nhưng mà không nhận.
già mà hao tiền thấy ớn luôn. Mà khi đó chú chết rồi á, chú cũng đâu lãnh được tiền đâu. Có lãnh tiền là gia đình của chú lãnh, mà xui chưa biết làm sao nha. Gia đình lãnh cái chia này, chia chác không đều nhau, cái nội bộ xào xáo, người đâm chém, người vô tù, người chết. Cái lúc đó lạng quạng bỏ xác chú luôn, không ra dây. Đi mẹ mày. Mày ăn nói kiểu đó hả? Hả? Ai muốn biết mày? Ai muốn biết mày? Ủa mấy con đi đâu đi con? Chạy gì Năm? Hôm nay con qua đây con đi bán hàng đa cấp phải không? Thôi thôi thôi, không có mua. Thôi, đi ra, không có mua, Đây. Cậu bán gì vậy? Biết nói sao ta? Mình mà nói đi bán hàng, bà tưởng bán hàng đa cấp đuổi mình ra khỏi nhà nữa. Dạ, con là nhân viên bảo hiểm Nhân Thọ. Không biết gì có nhu cầu mua bảo hiểm cho chú không vậy? Không có mua đâu. Vợ mua cho Trọng được mà. Ổng đi xa rồi. Không sao, vẫn xài được. Ủa, vậy chứ chết lâu rồi cũng xài được hay sao? Cái này con thua. Dạ không được. Vậy chị mua cho gì đi. Ủa, cái này là mua sao vậy? Dạ, vậy để con tư vấn cho gì. Mình mua bảo hiểm Nhân Thọ hay gì là mình đóng một khoản tiền trong vòng 10 năm, có thể ngắn hơn mà cũng có thể là dài hơn, rồi cái sau đó lỡ có bệnh ngặt nghèo gì đó bảo hiểm lo. Không có nhu cầu gì bệnh. Dạ nếu mà không bệnh thì lỡ có tai nạn gì bảo hiểm cũng lo. Tai nạn sao? Ví dụ là nhẹ thì chạy tay chạy chân bảo hiểm cũng lo, nặng hơn chút xíu chạy tay gãy chân bảo hiểm vẫn lo, nếu mà nằm liệt giường luôn bảo hiểm vẫn lo. Đi ra khỏi nhà tôi. Lại nói gì mà vô duyên dễ sợ luôn à. Con chưa nói hết mà chị. Giờ mình đang đóng giữa trận phun, mà mai thay chết đi là bảo hiểm cho mình lãnh nguyên cục luôn. Thảo quan học dịch lộn. Vô nhà tư vấn gì mà vô duyên dễ sợ nè. Ủa, tới rồi đó hả? Ừ, anh tới lâu chưa vậy? Cũng đường chập rồi. Mà tình hình sao rồi, ổn không? Không ổn anh ơi. Sao em mời ai ai cũng chửi em sắp mặt luôn. Chửi nổi mà em đầu thai không nổi luôn anh. Chắc tại cậu mới nên mới như vậy. Thôi ráng va chạm cho có kinh nghiệm thêm. Bởi vậy người ta mới nói là mặt chai mày đá là như vậy đó. Mặt chai mày đá. Ừ. Cậu biết không, cái người khách hàng đầu tiên của tôi á, chẳng những chịu ký hợp đồng mà còn chính là vợ của tôi sau này nữa đó. Ủa sao hay quá vậy anh? Hồi đó tôi đưa lộn cái tờ đăng ký kết hôn, cổ tưởng tôi thích cổ, cổ ký luôn, cho nên là tôi có vợ từ đó là vậy đó. Ồ yeah. Anh tới đây là anh chết chứ tôi. Ôi, nhảy. Anh hẹn tôi nhiêu giờ, giờ mới tới? Lu bu công chuyện quá. Trễ 15 phút rồi nè. Thì biết trễ 15 phút nên có cái chuột lỗi làm 15 phút. Tặng nhái. Không, tặng con nhái. Tặng con tôi hả? À. Tặng con tôi mà lớp gì lum la vậy? Tôi thương thằng nhỏ thì tôi để chỉ lớp. Dễ thương không? Ừ, cũng dễ thương. Chắc con tôi khoái lắm. Mẹ cái con cái. Anh khùng hả? Tự nhiên tặng quà đi ngang nhà tôi sạc vô cái đưa tôi. Mắc gì kêu tôi ra quán làm gì? Tốn tiền muốn chết à. Vậy chung hồi tôi trả cho. Đâu phải này không còn cái khác nữa. Cái gì nữa? Tặng nữa hả? Tặng gì vậy? Thôi, nhảy thôi đi. Bảo hiểm? À. Ủa là sao tiên đưa tôi bảo hiểm làm cái gì? Thì nhảy mua bảo hiểm cho nhỏ đi. Sau này 18 năm á, cái giống như có cái tích lũy tiền là cho nhỏ vậy đó. 18 năm? Ừ. Tiền đâu tôi đóng không?
tôi đâu có tiền nóng đâu. Thì giống như coi như mình gom góp tiền lại cho nhỏ lớn lên nó có số vốn mà. Để tôi suy nghĩ đi. Nghe cũng có lý ha. Thôi, nhưng mà để bữa nào đi. Bữa nào tôi đi kiếm việc làm, có chuyện ổn định rồi á, tôi có tiền rồi tôi nói với anh ha. Chứ giờ tiền đâu mà mua máy này. Thôi chết rồi. Trễ rồi. Thôi tôi về nghe. Bye. Cái này chắc con tôi khoái lắm. Khoái lắm. À quên, tôi chưa trả tiền nước đâu, mấy anh trả giùm tôi nghe. Cảm ơn anh. Nhạy. Cái điều quan trọng trước tiên á là cậu phải tìm được đúng người cần mua bảo hiểm. Ôi nhưng mà sao biết ai cần mua anh? Có hai dạng người rất cần mua bảo hiểm. Dạ. Thứ nhất. Thứ nhất là những người có tầm nhìn xa. Dạ. Vậy thứ hai. Thứ hai là những người cần có sự đảm bảo. Ồ. Vậy mà em không nghĩ ra ta. Em có ai chết mà chú ghen với vậy chú Tư? Cái gì ai chết ông nội? Dạ. Ủa, cái chân chú Tư bị sao vậy? Trời ơi đó, cái tội đi làm mai mà nó vậy đó. À, chắc là mai ăn nói bậy bạ quá bị chúng đánh. Cái gì? Đánh gì? Nó bị là chó nó rượt rồi tao chạy dấp té thôi ông nội. Ủa chú Tư, chú Tư hay làm mấy cái chuyện tào lao vậy? Chú Tư có mua bảo hiểm không vậy? Bảo hiểm gì? Tía mua rồi, em mới đưa tía đi bệnh viện gì nè. Không phải bảo hiểm đó, ý anh nói là cái bảo hiểm nhân thọ á. Trời ơi, bảo hiểm nhân thọ này tốt lắm đó nha. Lỡ mình có gì chết không, có tiền mai táng. Thằng Quý, mày trụ tao chết hả? Mày tính giết tao chết hả? Tía sao không tía? Dạ xin lỗi, con lỡ tay. Mày đủ nó về giùm tao con nhái. Mà chú Tư, công nhận với con là trong cái xui có cái hên đúng không? Đúng. Chứ chú Tư chạy lỡ xui có cái cây sắt gì nhọn nữa không đâm lên cái chú Tư té cái lòi bụng giờ mày đuổi nó về đi nha. Anh Bảy, anh đừng có nói nữa, anh nói hồi tiêm chết thiệt giờ. Mày nữa. Không, nhưng mà con thấy bảo hiểm này tốt lắm á. Một lỡ chết có tiền mai táng. Chú Tư. Ôi da. Nhưng mà nếu cậu cảm thấy mà bán cho người lạ khó quá, dạ, thì hãy tìm cách bán cho người quen. Nhưng mà cái điều quan trọng á, ở đây là phải xác định được một điều. Điều gì anh? Mục tiêu. Mục tiêu. Cô Hồng. Cô Hồng làm ơn giúp đỡ con đi cô Hồng. Cô Hồng thương con. Cô Hồng. Không ông là con đói con chết luôn cô Hồng. Mua giùm con bảo hiểm đi cô Hồng. Trời ơi, mày thấy cô quán sao ế vậy, tiền đâu cô mua. Thôi ha, quán ế quá chứ còn gì nữa. Mấy mày bán đi, bán rồi mua bảo hiểm. Mày biết sao vậy? Cái quán tao có chút chéo kìa, bán đi mua bảo hiểm rồi lấy gì tao ăn? Keo mỏ lên hả? Hả? Rồi tao nghe lời mày, tao bán quán ra đường tao làm cái bàn hả? Vậy lấy chồng đi, chồng nuôi. Lấy chồng hả? Lấy chồng hả? Mày nghĩ tao á nhiêu tuổi rồi mày nói lấy chồng? Mày khiến cho người ta chửi tao rồi mất nết rồi, già còn ham chồng hả? Đúng rồi, cô Hồng già rồi cho nên mua bảo hiểm đi. Thôi, cái chuyện đó tao biết, không cần mày nói ha. Lỡ chết có tiền làm đám ma. Im. Bậy bà, mày về đi. Ngồi ở quán tao lê lết sáng giờ, hình như tao hay bị ám nữa đó nha. Mấy mua làm mua... Đi. Alo, anh Tẹo. Em để cò nè. Trời ơi, chỗ chồng sớm thân tình nhau. Em có bí mật đây. Em kêu anh nè. Dạ, mua bảo hiểm đi. Anh chạy xe ôm á, anh hay chạy ra ngoài đường, lỡ bị xe đụng không? Nếu mà nhẹ bị chấn thương phần mềm, bảo hiểm lo. Dạ, còn nặng hơn chút xíu không? Nằm một chỗ, bảo hiểm cũng lo. Còn anh chết không? Gia đình anh, tía má anh được hưởng một số gia tài anh để lại. Dạ, sướng quá trời luôn. Dạ, ngon lắm. Anh nói vậy nó bậy rồi, em đâu có chù anh. Cái này là anh em thâm tình nhau rồi nên em nói tốt cho anh luôn. Trời ơi, anh sống không? Anh mua bảo hiểm đi. Sống anh được hưởng, chết gia đình anh hưởng, trời ơi, còn đòi gì nữa. Em mà mua hết trên bạn bè dòng họ mày xài đi. Mày mà còn gọi cho tao lần nữa mà khỏi có anh em gì hết nha mày. Thật, tao lao thiệt chứ.
gì trời. Bảo, mua bảo hiểm giùm tao đi. Tự nhiên kêu tôi mua bảo hiểm chi vậy trời? Thì coi như mày để dành tiền á. Trời đất ơi, tôi tiền cũng đủ ăn nữa, tiền nó mua bảo hiểm. Tao đã khổ, gặp mày khổ hơn tao nữa. Ê, tôi thấy như vậy nè ông Bảy Con. Gì? Cái số ông á, trời sinh ra cho ông là làm nông dân chân đất này nọ rồi, thì quay về làm ruộng đi, ham mặc đồ vét làm gì, không có hợp đâu ba ơi. Làm ruộng đến khi nào tao mới cưới được vợ? Nhưng mà tôi thấy công việc này không có phù hợp với ông. Trời đất ơi, ông ăn nói cục xúc mà vô duyên gần chết. Quỷ nó mua cho ông á. Tôi nói với anh rồi, tí nữa tôi nói cho tía tôi hiểu. Vậy mà anh cứ... Sao muốn làm người tốt khó quá, không ai hiểu cho mình hết trơn. Mệt. Trời, trời, trời. Mới có xíu gian nan đã nản rồi, vậy thì làm được cái gì? Đi làm ruộng còn được chút đỉnh tiền, bây giờ bán bảo hiểm không được cái gì hết trơn, mà còn bị chửi hối đầu luôn, không biết sống nổi không nữa. Mệt quá à. Tôi nói thiệt nha, anh đi bán bảo hiểm vậy á là một cái nghề lương thiện lắm đó, biết không? Ừ. Nhưng mà có một vấn đề. Đề gì à? Anh biết sao mà anh không bán được cho người ta không? Sao nhá? Tại anh không biết cách ăn nói á, nên mới không bán được cho ai. Anh ăn nói thẳng thừng vậy, ai mà mua cho anh? Vậy theo nhái giờ tôi làm sao? À, tôi biết rồi. Thứ nhất á, anh phải về học ăn nói cho dễ nghe tí đi, vậy mới bán được. À. Ừ. Thôi, đi về đi, anh mở đây ngồi á, tiếp tục.